Thì hôm nay đặc biệt hơn một chút là Uyên có nói chuyện với một chị trên Instagram. Chị đó ở cách chỗ Uyên ở khoảng 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà chị đó nói là chị đó muốn tập trung với Uyên, cho nên là Uyên hẹn chị đó hôm nay đi tập trung với Uyên. Thì khi đó là điều đặc biệt của hôm nay. Thì đáng lẽ là hẹn 5 giờ nhưng mà chị đó bị kẹt xe tại thường cái đường từ từ trên, tại chị đó ở gần nhà của Holly á, thì từ trên đó xuống nhà Uyên hay bị kẹt xe, em đi highway hay bị kẹt xe này nọ, cho nên là chị bị kẹt xe, chị nói chị tới trễ một xíu, cho nên là Uyên phải chạy đi mua donut ở đối diện bên kia ăn để lát tập. Sau Uyên hỏi chị đó là hôm nay chị muốn tập gì thì chị bảo là tại Uyên định đó là cho chị với Uyên hôm nay tập upper body, là có thể là kết hợp lưng với tay với vai đồ, nhưng mà chị thì lại muốn hôm nay tập chân, cho nên là Uyên mới đi mua donut. Thường á Uyên chỉ ăn donut trước mấy cái ngày tập chân thôi, tại vì Uyên nghĩ là tập chân Uyên cần có người đi qua, người ta đang nhìn Uyên, đang nói chuyện một mình. Ok, trước khi thường trước khi tập chân á, Uyên hay mua donut ăn, tại vì Uyên không biết nữa, Uyên thấy nó có nhiều carbs với lại đường thì nó làm Uyên pump, nó làm Uyên thấy đẩy khỏe hơn, mạnh hơn, cho nên là lần nào trước khi tập chân Uyên cũng mua donut ăn hết á. Mà cái loại này là cái loại Uyên thích nhất, cái cục này nè, cái cục Uyên thích nhất, không có donut nào bằng cái cục này luôn á. Nó kìa. Ngon. Mà mới ăn bữa giờ á, cả tuần nay ăn healthy không à. Không biết được ăn ngọt, không phải không được ăn mà lại thấy mặt quá rồi không muốn ăn. Nhưng mà tại vì em đang tập chân nên mới ăn. Tới nơi thì kế hoạch không như mong đợi. Lúc mà Uyên với chị Tố gặp nhau rồi, đứng nói chuyện bàn bạc một hồi á, thì mới quyết định cuối cùng là mình trở lại với kế hoạch ban đầu là tập lưng và tập vai chứ không tập chân như lúc mà nhắn tin nói nữa. Chị Tú là một beginner cho nên là hôm nay Uyên chủ yếu là hướng dẫn chị Tú tập thôi, chứ Uyên không có tập trung vào bài tập của mình nhiều lắm. Thì cảnh tiếp theo Uyên sẽ không nói voice over nữa mà Uyên sẽ cho các bạn xem cách Uyên chỉ chị. Ngửa ra, thẳng lưng, thẳng cái lưng dưới, đừng đừng có cong vậy. Hai cái nữa, kéo hết xuống ngực luôn. Vì đây là bài tập lưng cho nên là các bạn phải chú ý dùng sức của lưng. Có nhiều bạn giống như hôm nay chị Tú nói chuyện với Uyên, là lúc mà chị Tú tập á, chị Tú cảm thấy là chị dùng sức ở cái tay nhiều hơn là cái lưng. Uyên nghĩ là có thể chị chưa quen với cái form với bài tập này cho nên là chị cảm nhận như vậy. Thì nói chung chú ý ở cái bài này á, là các bạn hơi ưỡn ngực một chút xíu, chú ý sự co giãn của cơ lưng, và lên thì phải lên hết cỡ. Giống như tại sao Uyên làm cái này slow motion là Uyên muốn cho các bạn xem Uyên lên hết cỡ, và khi kéo xuống thì mình cũng phải kéo xuống hết cỡ, đồng thời thì mình cũng hơi ngả người về phía sau nha. Quan trọng nữa là đừng đung đưa người, mình kéo tạ chứ mình không có để tạ kéo mình. Đây là bài tập thứ hai. Thì đối với bài tập này các bạn cần chú ý tới phần lưng dưới của mình phải thẳng. Bài tập này mình tập trung cho phần lưng xô, cho nên là cái phần lưng xô đó của mình phải co giãn, nó là cái phần mà Uyên khoanh tròn ở đây nè. Khi mà xuống á, mình cảm giác là mình giãn ra tạ gần chạm đất thôi nha. Còn lúc mà mình co lên thì mình phải siết chặt cái phần lưng xô lại. Bài này Uyên cảm thấy nó khá là khó so với beginner. Thì những bạn mà mới bắt đầu chưa biết tập bài này thì Uyên nghĩ là các bạn nên có một người mà biết tập, hoặc là các bạn coi những video coi kỹ cách người ta tập để mình tập đúng. Bài này mà các bạn đứng sai form thì rất là dễ bị quẹo lưng và về rất là đau lưng. Xuống sau nữa, cái người hơi chồm lên chút xíu. À.
Đây là lần đầu tiên chị tu tập bài tập này cho nên là cái form cũng chưa có chuẩn. Và sau khi uyên chỉnh những set sau của chị tu, nó khá hơn là những set đầu rất là nhiều. Qua bài tập thứ 3 thì tụi mình đã qua phần vai. Và khúc này Uyên quên quay, Uyên chỉ quay được một đoạn ngắn thôi. Cho nên là Uyên cảm thấy nó không có đủ để mà mình nói voice over. Thì có lẽ là bài tập này mình sẽ để dành cho những video sau nha. Do là không có nhiều thời gian mà giữa mỗi bài Uyên nói rất là nhiều, cho nên là Uyên chỉ chị Tú được 2 bài tập lưng và 3 bài tập vai, vai trước, vai giữa và vai sau thôi. Uyên thì Uyên chỉ nói được sơ sơ những phần mà các bạn cần lưu ý thôi. Còn nếu mà các bạn muốn chi tiết thì các bạn nên coi những video tập lưng, tập vai khác của Holly đã post rồi á. Holly thì Holly giỏi cái phần giải thích hơn là Uyên nhiều. Còn đây là bài tập dành cho phần vai trước. Bài này Uyên cảm thấy nó rất là đơn giản, cái cable nó đã set sẵn như vậy rồi, các bạn dễ sử dụng hơn là dumbbell. Bài này các bạn chỉ cần lưu ý là thẳng lưng và kéo tay cao hơn mặt là tốt rồi. Đây là bài tập cho phần vai trước, cho nên là các bạn nhớ lúc mà các bạn tập xong phải cảm giác là mình mỏi cái phần vai trước chứ không phải là mỏi những cái chỗ khác nha. Mình tập cái chỗ nào là mình mỏi cái chỗ đó. Lúc nào hồi chị tập xong giống như chị đếm từ 1 tới 8 đúng không? Xong rồi, đang quay chị. Đứng người xa ra. Chị ngã hơn chút xíu nữa. Giữ cái lưng lại, đừng có di chuyển cái lưng nhiều quá, giữ cái lưng lại. Đúng rồi. Kiểu vô mang tay, đúng rồi. Gồng cái lưng, cái vai lại. Gồng cái chỗ này lại. Three more. Thì tới bài tập này là bài tập cuối của buổi tập hôm nay rồi. Đáng lẽ là Uyên định từ đầu là mình phải tập lưng, xong rồi mình tập một chút vai, xong sau đó còn qua tập tay trước, tay sau nữa. Nhưng mà nói nhiều quá, chỉ nhiều quá, tại vì Uyên chỉ rất là chi tiết chứ không phải Uyên chỉ sơ sơ. Nên là thấy thời gian trôi nhanh ơi là nhanh luôn. Với lại nhà chị Tú xa mà cũng trễ rồi, cho nên là Uyên kêu thôi tới đây thôi, mình tập như đây thôi, rồi bữa khác mình tập tiếp. Còn chị phải về, tại vì Uyên cũng không muốn là chị là con gái mà đi trời tối đồ nguy hiểm lắm. Đây là lần đầu hai chị em gặp nhau nhưng mà nói chuyện cũng khá là hợp, nói rất là nhiều. Và đó giờ Uyên cũng chưa bao giờ chỉ cho người lạ nào tập hết, chỉ có đi tập chung với bạn bè hoặc là mấy em họ với chị họ của Uyên thôi. Cho nên là cái này cũng khá là mới mẻ và nói chung hôm nay là rất là vui. Và cũng cảm ơn chị Tú là chị đã không ngại đường xa mà xuống đây tập trung với em. Em hy vọng là sẽ có lần sau. Hôm nay là cuối tuần. Ủa, hello. Hello. Hôm nay là cuối tuần thì Uyên với Holly hôm nay thứ ba là Uyên phải Uyên có exam, bài kiểm tra Uyên phải thi. Nên là hôm nay Uyên kêu Holly xuống đi học với Uyên. Ông bà Uyên ăn gì chưa? Chưa. Đói không? Không. Hầu xong ăn nha. Baby girl you're so damn fine though. Wanna know if I can hit it from behind though. I'm sipping on you like some fine wine though. When it's over I press rewind though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robins. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. Yeah. I got the Glock in my robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my robin. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Holly học xong rồi. Hồi nãy đi học là lúc đó cỡ 10 giờ. Bây giờ gần 2 giờ mới xong. Bây giờ Uyên với Holly sẽ qua cái gì vậy? Xe kia nó đạp khói không à? Ghê vậy. Cái bây giờ Uyên với Holly sẽ qua bên chỗ anh Hiếu để ăn.
ăn xong lấy kiểu sẽ gặp chị Timmy, xong rồi uy hiếp Timmy với Holly sẽ đi mò. Ok, giờ tụi mình ăn taco. Taco thì nhiều người biết rồi, nhưng mà cái này nó thuộc dạng đường phố cho nên nó ngon hơn. Ô mi, ô có gà với bò không cơ? À. Phiên mãi cho miếng gà, này là bò. Này là cánh gà, ớt cay. Còn cái này là chanh, lemon pepper là chanh với tiêu. Đó. Đồ đường phố thôi, không có sang nhưng mà siêu ngon. Hai quỷ này nữa. Bubble tea. Thích mi cười. Đâu ăn tăng học rồi. Không chấm hả? Quên, nãy là lo ăn nó bụng. Damn em. Quên. Nè, nó quay sai cái taco, không có fully flavor rồi. Nãy là ăn không được. Sweet taco nè nha. Thấy rồi. Wondering will she be mine? Walk past, I press.